Đầu tháng 6, Manchester United và De Gea đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Thủ môn người Tây Ban Nha chấp nhận mức lương 255.000 đô la Mỹ mỗi tuần, giảm mạnh so với mức 475.000 đô la Mỹ mỗi tuần mùa trước. Tuy nhiên, hôm 27 tháng 6, Quỷ Đỏ bất ngờ thay bằng đề nghị có mức lương thấp hơn. De Gea chưa đồng ý và sẽ trở thành cầu thủ tự do từ ngày 1 tháng 7. Mùa trước, De Gea giành găng vàng ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, anh phải nhận chỉ trích về một số bàn thua và khả năng xử lý bóng bằng chân. Theo Peter Schmeichel, cựu thủ môn của Manchester United, De Gea mắc lỗi vị trí trước bàn thứ hai của Ilkay Gundogan trong trận chung kết cúp FA. Roy Keane, cựu thủ quân của Manchester United, thậm chí nói đội bóng cần thủ môn mới. Nếu rời sân Old Trafford, De Gea có thể chuyển sang Arab Saudi. Các câu lạc bộ nước này đang chiêu mộ nhiều cầu thủ lớn tuổi từ châu Âu với mức lương cao. Al Nassr và Al Ittihad đều cho Cristiano Ronaldo và Karim Benzema hưởng mức lương 200 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Al Ittihad cho một tân binh khác, N'Golo Kanté hưởng mức lương 100 triệu. De Gea là thành viên còn sót của thế hệ Manchester United vô địch ngoại hạng Anh năm 2012 đến năm 2013. Thủ môn 32 tuổi cũng giúp Quỷ Đỏ giành một cúp FA, hai cúp liên đoàn, ba siêu cúp Anh và một Europa League. Manchester United muốn mua Andre Onana từ Inter để thay De Gea. Hai bên đang tổ chức các cuộc đàm phán thăm dò. Phí chuyển nhượng Onana rơi vào khoảng 40 triệu đến 70 triệu đô la Mỹ. Mùa vừa qua, Onana giúp Inter giành cúp Italy và siêu cúp Italy. Thủ môn 27 tuổi cũng góp công lớn đưa Inter về thứ ba Serie A và vào chung kết Champions League. Mùa tới, đội bóng Italy tiếp tục dự Champions League. Onana trưởng thành từ lò La Masia của Barca. Anh từng chơi dưới sự dẫn dắt của Erik ten Hag, huấn luyện viên đương nhiệm của Manchester United, khi còn khoác áo Ajax. Onana cùng Ajax giành 3 chức vô địch Hà Lan, 2 cúp Hà Lan và 1 siêu cúp Hà Lan.